Người khôn ngoan dù nghèo khó đến đâu cũng phải đầu tư ba thứ này. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, không ai trong chúng ta có thể lựa chọn cuộc sống mình sinh ra. Cách tốt nhất để có cuộc sống tốt, đó là chấp nhận và thích nghi với mọi hoàn cảnh và cố gắng thay đổi bằng việc đầu tư cho bản thân. Rất nhiều người thường hay không chú ý đến tiềm năng của bản thân, gặp phải bất cứ vấn đề gì dù rất nhỏ cũng phải tìm đến người khác nhờ giúp đỡ mà quên mất rằng bản thân mình cũng có thể thử sức giải quyết. Con người làm người nhất định phải dựa vào bản thân mình trước tiên, cho dù bạn quen biết bao nhiêu người đi nữa, nhưng thực sự có thể giúp bạn thử hỏi có được bao nhiêu người. Vì thế phải tự lực cánh sinh. Trong môi trường công sở, ở nơi làm việc, đừng nói bạn quen bao nhiêu người mà hãy nói khi bạn gặp khó khăn có bao nhiêu người có thể đưa tay ra giúp bạn. Những người nghèo thường hay có những biểu hiện, trong bất cứ việc gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân và có chết cũng phải giữ thể diện. Trong đầu nghĩ ra nhiều thứ nhưng không thực hiện, chỉ biết oán trách trời đất, ngoại cảnh bất công với mình. Tự tin thái quá về bản thân nhưng gặp việc lớn lại không có chỗ kiến, chỉ lì tính toán từng đồng vặt vãnh không muốn tiêu tiền vào việc nâng cấp bản thân. Bảo thủ không dám mạo hiểm, làm việc gì cũng tính toán quá kỹ. Là một người nghèo thông thường, nên có một cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ bình thường. Mặc dù không có vốn đầu tư làm ăn lớn, chúng ta cũng nên tỉnh táo để đầu tư vào những thứ sau và trong bài chia sẻ ngày hôm nay. Sách Nói Minh Triết xin được gửi tới quý vị và các bạn ba thứ mà người dù có nghèo khó đến đâu cũng phải đầu tư cho mình. Vậy đó là những thứ nào? Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm. Người khôn ngoan dù nghèo khó đến đâu cũng phải đầu tư ba thứ này. 1. Sức khỏe bản thân. Thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta, cái gì mất cũng có thể kiếm lại được. Chỉ duy nhất một thứ không thể lấy lại, đó là sức khỏe. Đầu tư vào sức khỏe bản thân là khoản đầu tư lớn nhất và có thể sinh ra lợi nhuận khổng lồ. Bệnh tật luôn đến bất ngờ không báo trước. Khi bạn thấy mình vẫn còn khỏe mạnh, đừng chủ quan mà hãy chú ý đến sức khỏe của mình. Không khoản tiền đầu tư nào giá trị hơn khoản tiền đầu tư vào sức khỏe. Một khi con người sống thiếu kiềm chế và chỉ phung phí cơ thể mình thì bệnh tật sẽ ập đến, phúc đức sẽ mất đi. Một ứng viên có trình độ học vấn cao, ngoại hình ưa nhìn, kinh nghiệm đầy đủ đến phỏng vấn và vị trí trợ lý trưởng của Tổng Giám đốc với đãi ngộ nhân sự rất tốt. Anh ta phỏng vấn tuyển dụng thành công và nhanh chóng được đào tạo để nhận việc. Khoảng thời gian sau đó là những ngày liên tục theo sếp đi tiệc tùng, ăn uống, đi xã giao với khách hàng, với đối tác, với các cổ đông của công ty. Ở vị trí này anh không những không thể từ chối mà đôi khi còn có trách nhiệm cạn rượu thay cho sếp. Chỉ sau 2 năm làm việc, anh đã thấy sức khỏe của mình suy giảm đáng kể. Trong một lần đi khám, bác sĩ thông báo anh đang bị tăng huyết áp, đường huyết cao, gan nhiễm mỡ. Có nhiều ngày cân nhắc, cuối cùng anh đã quyết định nộp đơn xin từ chức dù điều đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ công việc có mức lương hấp dẫn và đãi ngộ rất tốt. Thưa quý vị, chúng ta có thể sẽ làm được rất nhiều việc, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta đủ sức khỏe để làm mãi như vậy. Chúng ta cần đầu tư cho sức khỏe ngay từ bây giờ để đem lại rất nhiều lợi ích cho bản thân và gia đình trong tương lai. Thu nhập rất đáng quý, nhưng đừng chi vào viện phí. Để đầu tư cho sức khỏe tương lai, bạn cần thiết lập kế hoạch sống thật lành mạnh ngay từ bây giờ. Dinh dưỡng đầy đủ là nền tảng của sức khỏe và trí tuệ. Đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong cơ thể là phương pháp phòng tránh hữu hiệu đối với một số bệnh tật, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình. Đối với những người trẻ bận rộn vì công việc, ăn vội một bữa ăn bên lề đường hay một quán ăn nào đấy đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, việc ăn những thực phẩm không rõ nguồn gốc có thể đem lại nhiều ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Hãy yêu thương cơ thể bạn nhiều hơn với những bữa ăn gia đình an toàn dinh dưỡng. Một bữa ăn cân đối dinh dưỡng với đầy đủ 4 nhóm thực phẩm: bột, đường, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Bên cạnh cân đối dinh dưỡng, bạn cũng nên bổ sung thêm các loại trái cây, rau quả tươi và hạn chế những loại thực phẩm đã được chế biến sẵn. Từ bỏ những thói quen xấu có thể ảnh hưởng không tốt tới khả năng tiêu hóa như vừa chạy dự án vừa ăn, ăn quá nhanh, ăn quá nhiều vào buổi tối, tắm ngay sau khi ăn. Bên cạnh việc chú ý chế độ dinh dưỡng, bạn cũng cần luyện tập thể dục thường xuyên. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tăng sức đề kháng, giảm cân và phòng tránh những vấn đề về sức khỏe như béo phì, tim mạch, viêm khớp hay thậm chí là ung thư. Đem lại nhiều lợi ích là thế,
Tuy nhiên với nhịp sống hối hả như hiện tại, khoảng thời gian mà mỗi người chúng ta có thể dành ra cho việc luyện tập thể chất là rất hạn chế. Nhưng đừng vì vậy mà bạn lười luyện tập. Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày với các bài tập nâng cao thể chất. Stress hay căng thẳng là một phần của cuộc sống mà đa số chúng ta đã từng trải qua. Tiền bạc, công việc, trách nhiệm gia đình là những nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng căng thẳng. Căng thẳng kéo dài gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe não bộ, tim mạch, hệ cơ, có thể dẫn đến tình trạng mất ngủ, tăng giảm cân bất thường và khiến các cơ quan hoạt động kém đi. Vì vậy, hãy tự thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong ngày, trong tuần hay ít nhất là trong năm. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy căng thẳng kéo dài bởi một vấn đề gì đó trong cuộc sống, hãy mạnh dạn cho phép mình một kỳ nghỉ ngắn hạn với ánh nắng vàng tươi trải dài trên bãi cát, hay đắm mình trong bầu không khí trong lành của vùng cao. Đây là cơ hội để bạn quên đi những căng thẳng, phục hồi năng lượng cần thiết cho công việc và cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng sức khỏe là vốn liếng quý giá nhất của đời người. Công việc, các mối quan hệ và bạn bè chỉ là một phần của cuộc sống. Không ai có thể tận hưởng cuộc sống thay bạn. Tiền rất quan trọng, nhưng nếu công việc đang cướp đi toàn bộ thời gian của bạn, thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và sức khỏe của bạn một cách nghiêm trọng, thì đã đến lúc bạn phải suy nghĩ lại. Người ta thường nói, nếu bạn có một cuộc đời để kiếm tiền, bạn phải có một cuộc đời để tiêu. Phấn đấu làm việc là tốt, nhưng nếu để bản thân lao lực vì công việc thì thành công chưa thấy đâu, tác hại đã rõ ràng rồi. Chúng ta không sinh ra chỉ để làm việc, chúng ta cần quan tâm đến nhiều thứ khác, theo đuổi hạnh phúc và các giá trị cốt lõi của cuộc sống. Sức khỏe mang lại một loại tự do và hạnh phúc mà rất ít người nhận ra cho đến khi họ không còn nữa. Hôm nay nếu bạn quên đi điều quý giá nhất là sức khỏe, ngày mai bạn sẽ phải ân hận. Sức khỏe là điều quý giá nhất, đó là số một của cuộc sống. Có số một này mới có thể gây dựng những con số tiếp theo. Còn thiếu đi những số quan trọng này, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Sau tất cả, một cơ thể khỏe mạnh mới là điều kiện tiên quyết để đi đường dài và chúng ta luôn cần đặt sức khỏe lên ưu tiên hàng đầu. 2. Đầu tư cho tình bằng hữu. Xã hội hiện đại ngày nay sớm đã không còn là xã hội mà một cá nhân xuất chúng nào đó có thể tự gây dựng nền đế chế của mình một cách dễ dàng đơn giản. Bất cứ ai cũng cần có bạn bè. Đối tác cần có bằng hữu sẵn sàng ra tay giúp đỡ trong những thời điểm mấu chốt quan trọng nhất mới có thể thành công. Nói cách khác, khi nghèo chúng ta nên đầu tư cho tình bằng hữu. Khi nghèo không ảnh hưởng đến việc giao lưu kết bạn một cách chân thành, mà thường là những người bạn kết giao với nhau đúng vào lúc nghèo khó lại càng đáng tin cậy. Theo triết gia Vương Dương Minh, đối đãi với bạn bè, sự chân thành là quan trọng nhất. Dùng tấm lòng đối đãi tấm lòng, anh thật tôi thật, mới mong có một tình bạn lâu bền gắn bó. Với bạn bè, chỉ cần một trái tim chân thành, tận tâm tận lực, giữ lời hứa, giữ tín mới có thể có được sự tín nhiệm từ họ. Một hát chân thành thắng cả một tê khôn lỏi nếu bạn dùng sự giả dối đối xử với bạn bè. Trước sau gì bạn cũng sẽ phải sống trong sự cô độc. Những người tính toán với bạn bè cũng đồng nghĩa với việc họ tính toán với chính mình. Song những người bạn như thế rất hiếm có. Cần phải bỏ thời gian và tinh thần công sức ra để duy trì. Khi người khác giúp đỡ chúng ta nhất định cần báo đáp. Đây là tư duy quan trọng nhất mà một người nghèo khó cần phải có để có thể thay đổi tình trạng của bản thân. Bởi lẽ trong tư duy của người nghèo, vì có ít nên tâm lý chung không muốn bị mất đi, mà chỉ muốn được nhiều hơn. Nói tóm lại, nếu đã nghèo chúng ta càng không thể tiêu tốn thời gian và tiền bạc vào việc tìm kiếm cách để tiết kiệm tiền tối đa, càng không nên oán thán trách cứ số phận hay người khác. Việc quan trọng nhất là thay đổi tư duy và đầu tư vào những thứ đáng đầu tư nhất được liệt kê ở trên, thay vì ngưỡng mộ sự giàu có của người khác. Chi bằng hãy bắt đầu thay đổi từ bản thân. Ba, đầu tư cho học tập, muốn thoát khỏi vận nghèo. Mỗi người nhất định phải thay đổi tư duy và cần phải đầu tư. Thứ quan trọng then chốt cần được đầu tư để thay đổi vận nghèo hèn đó chính là não bộ. Đầu tư cho não bộ để chúng ta có thể tự tư duy, tự phát triển, để chúng ta đủ hiểu biết để giải quyết ứng phó với mọi việc. Vậy làm thế nào để đầu tư cho não bộ? Câu trả lời đó chính là học tập, đặc biệt là tự học. Có một lượng kiến thức tích lũy đủ nhiều, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng tài nguyên có thể tận dụng xung quanh mình rất nhiều. Não bộ của chúng ta cũng sẽ càng lúc càng trở nên linh hoạt. Vậy làm thế nào để chuyển hóa kiến thức trí tuệ của chúng ta thành sức sản xuất ra của cải, tiền bạc? Chúng ta cần một điểm tựa,
Điểm tựa này chính là một kỹ năng hoặc một sở trường của chúng ta. Có nó trí tuệ kiến thức của chúng ta mới có đất để phát huy. Vì thế những lúc nghèo khó không có tiền hãy bỏ thời gian để gây dựng hình thành cho mình một vài kỹ năng sở trường nào đó. Đây cũng là một khâu đầu tư quan trọng. Một cái lợi ích nữa mà chúng ta nhận được từ việc đầu tư cho học tập đó là khi bạn nỗ lực phát triển và hoàn thiện bản thân, bạn sẽ là tấm gương sáng để con cái học tập theo. Bởi trẻ nhỏ rất thích bắt chước theo những gì mà cha mẹ người thân hay làm. Vậy nên để nuôi dạy con cái trở nên xuất sắc thì cha mẹ cũng cần không ngừng học tập và rèn luyện chính mình. Hãy đầu tư thời gian cho việc học hỏi và tham gia tích cực các hoạt động trong cuộc sống cũng là một việc nên làm và cần thiết đối với mỗi người. Chúng ta, quý vị thân mến, bản thân ai cũng muốn mình được hoàn hảo. Thực tế chúng ta đâu cần hoàn hảo, chỉ cần cuộc sống của chúng ta không rơi vào bế tắc, không phải sống trong cơ cực, không phải sống trong lo âu khó khăn, chồng chất khó khăn như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi. Để làm được điều đó, quý vị nhất định phải đầu tư cho mình ba điều mà sách Nói Minh Triết đã nói trên. Ngay từ sớm có thể chúng ta không giàu, nhưng chúng ta có thể chú tâm học hành ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể chúng ta không có tiền mua những loại thuốc đắt tiền để tốt cho sức khỏe thì chúng ta nên ăn uống đầy đủ đúng giờ, ít cũng được nhưng đủ chất là được. Có thể chúng ta không giàu nhưng hãy kết giao cho mình những người bạn bằng hữu như đã nói ở trên, tình bạn đâu phải giàu có mới được. Khi chúng ta nghèo khó mà vẫn có người bạn ở bên chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau như vậy mới là tình bạn chân thành. Như vậy, mới thấy cuộc sống chúng ta đâu cần phải chuẩn bị quá nhiều, chỉ cần cuộc sống bình thường cũng đủ rồi. Ngoài ra, khi chúng ta biết chuẩn bị cho mình những thứ này, chúng ta cũng sẽ tìm cách làm sao để cuộc sống được vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau đây là việc ai cũng nên làm mỗi ngày để có một cuộc sống vui vẻ, an nhiên. Nếu cảm thấy cuộc sống của mình thật khó có thể vui vẻ, an nhiên, tự tại, hãy thử ngẫm lại xem bạn đã thực hiện những việc quan trọng này hay chưa nha. Đối xử tử tế với bản thân là việc quan trọng để có cuộc sống vui vẻ, an nhiên. Bạn đã bao giờ từng nghĩ mình sống là vì cái gì? Sống đến hết cuộc đời, suy cho cùng, mục tiêu của mình là gì? Mình muốn để lại thứ gì cho xã hội này? Nếu như không có lý tưởng hay mục tiêu gì vĩ đại, vậy thì tôi bạn, chúng ta hãy thử làm một người sống vui vẻ. An nhiên đó chính là công hiến lớn nhất của chúng ta với cuộc đời của chính mình, với xã hội. Và để có thể sống cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc, an nhiên, tự tại, một điều quan trọng chúng ta phải làm là đối xử tử tế với bản thân. Vậy, thế nào là đối xử tử tế với bản thân? Mỗi sớm thức dậy, suy nghĩ quan trọng nhất không phải là sao hôm nay lại phải đi làm nhỉ mà thay vào đó. Bạn nên ngẫm nghĩ một chút rằng hôm nay mình muốn làm gì để mình cảm thấy vui vẻ. Tương tự như vậy, vào buổi tối, bất kể là bạn đã làm gì, cũng hãy suy nghĩ thêm rằng tiếp sau đây mình sẽ làm gì mới có thể khiến mình thoải mái, dễ chịu hơn. Kế hoạch mỗi ngày, hoặc mỗi tuần, mỗi tháng của bạn thực ra đều chỉ là chỉ tiêu. Quan trọng nhất khi bạn thiết lập mục tiêu cho mình là có thể nhân sinh có nhiều điều bất đắc dĩ không thể theo ý mình hoàn toàn. Song dù có thế nào, mỗi chúng ta hãy đặt hai từ vui vẻ vào trong tín niệm nhân sinh của mình. Bởi khi bạn có niềm tin, bạn mới có thể tiến tới hành động. Nếu cả ngày bạn chỉ nghĩ cách kiếm tiền mà không thể cảm thấy vui vẻ, vậy thì bạn nên suy nghĩ lại rằng suy cho cùng, việc bạn cần làm là gì? Những việc gì mới khiến bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc? Cảm xúc là thứ có thể lan truyền, không có bất cứ ai có thể chịu trách nhiệm cho niềm vui của bạn ngoài bản thân bạn. Nhưng khi bạn có cảm xúc vui vẻ, cảm xúc ấy sẽ tự nhiên tác động đến người khác, khiến họ cũng cảm thấy vui theo. Niềm vui như vậy mới có thể hình thành nên năng lượng của hiệu ứng cánh bướm, lan truyền rộng rãi ra bên ngoài. Sống cho hiện tại, có một cuốn sách nổi tiếng có tên gọi là Meditation, tức suy tưởng. Cuốn sách ghi lại sự phản tỉnh, những ghi chú cho chính bản thân tác giả Marcus Aurelius, người giữ ngôi vị hoàng đế La Mã từ năm 161 đến năm 180. Cuốn sách có đề cập đến một khái niệm vô cùng quan trọng, đó là hiện tại, và chỉ có hiện tại mới là thật. Bởi lẽ, dù bạn có sở hữu sự nghiệp lớn cỡ nào đi chăng nữa, thì khi bạn chết đi, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vì thế, khi bạn có thể cảm thấy vui vẻ với bất cứ việc gì mình đã làm, đó chính là sự chịu trách nhiệm và cống hiến tuyệt vời nhất cho cuộc đời của bạn. Vậy thì, làm thế nào để vạch ra kế hoạch cho từng ngày, từng tuần, từng tháng, để sau đó có thể bước tới con đường dẫn tới niềm vui? Đầu tiên, mỗi người cần phải nắm được công việc mà mình phải hoàn thành trong ngày hôm nay là gì.
sau khi phân loại mức độ nặng nhẹ, chậm gấp, hãy liệt kê chúng ra sổ ghi chép và hoàn thành từng việc một. Tất nhiên, bạn cũng phải nắm được rằng bạn có bao nhiêu thời gian để hoàn thành những công việc đó mỗi tuần. Chỉ cần hoàn thành vài việc quan trọng là được. Ngoài ra, mỗi ngày bạn cũng cần hiểu rõ sau khi tan làm, mình sẽ làm gì để có thể cảm thấy vui vẻ. Có thể là tập thể dục, vận động, nghe nhạc, đọc sách, thiền. Chỉ cần là việc có thể khiến tâm trạng vui vẻ, bạn đều có thể thử. Tiếp tục trước khi đi ngủ, hãy điều chỉnh lại tâm trạng một chút để bản thân có thể đi vào giấc ngủ với cảm giác thoải mái, dễ chịu nhất. Niềm vui luôn cần phải bỏ ra nhiều thời gian để vun vén. Nhưng một khi bạn đã cảm thấy có mục tiêu, có hứng thú, lẽ tự nhiên, bạn sẽ cảm thấy mình tràn đầy, có nhựa sống, niềm vui hiện hiện khắp mọi nơi. Vì thế, hãy chú ý bồi dưỡng cho cảm xúc cũng như hứng thú của bản thân. Hãy chơi những môn mình thích, tham gia những hoạt động mà bản thân thấy hứng thú. Như vậy, đến tuổi nghỉ hưu, chúng ta mới không bị khủng hoảng tâm lý, không bị rơi vào trạng thái không biết mình cần gì, muốn làm gì. Sống trên đời, 10 việc thì có đến 8-9 việc không thuận theo ý mình. Vì thế, mỗi chúng ta càng phải cần có tâm lý vui vẻ, thoải mái, thậm chí là phải biết cách tìm kiếm niềm vui ngay trong những điều ngang trái. Tuyệt đối đừng vì người khác nói này nói kia mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Làm được như thế, đến phút giây cuối cùng của cuộc đời, chúng ta cũng không bao giờ phải hối hận, bởi chúng ta đã sống một cuộc sống thật vui vẻ và ý nghĩa. Quý vị thân mến, để có một cuộc sống vui vẻ, an nhiên, bản thân chúng ta cũng cần thấu hiểu 5 điều sau đây. Nếu quý vị là người đã thấu hiểu được, thì xin chúc mừng. Các bạn là những người hiểu được cuộc sống và đang có một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc hơn bao giờ đấy nhá. Nhà nho, nhà triết học nổi tiếng Tuệ Minh Trung Quốc, Vương Dung Minh, từng nói, một người muốn làm nên sự nghiệp, đầu tiên phải có ý chí. Nếu không, sẽ chẳng làm nổi việc gì. Cho dù là các nghệ sĩ, nghệ nhân cũng vậy, cũng đều cần phải có ý chí kiên định mới có thể học thành tài. Lý tưởng quyết định đến tầm cỡ của một người. Và cũng theo nhân vật này, con người sống trên đời phải nhìn thấu 5 yếu tố dưới đây để có một cuộc sống hài hòa, an nhiên, tự tại. 5 điều cần thấu hiểu để cuộc sống mỹ mãn, an nhiên. Thứ nhất, gia đình. Vương Dương Minh lấy vợ lúc trẻ và vợ ông qua đời khi ông đã về già. Trong vài 15 chung sống, họ cùng giúp đỡ nhau, yêu thương thân ái, gia đình hết sức êm ấm. Điều đáng nói là vợ ông không thể sinh con. Thời cổ đại, trong 3 điều bất hiếu, thì việc không có con nối dõi được xếp hàng đầu, không có con cái kế thừa, hương hòa. Vậy nhưng, Vương Dương Minh vẫn vì vợ mà không nạp thiếp. Gia đình quý ở chữ hòa thuận. Hòa thuận quý ở việc hai người vợ chồng đối xử chân thành, yêu thương lẫn nhau. Vương Dương Minh thậm chí nhiều lần dâng sớ xin rút khỏi việc triều chính, lui về quê chăm sóc cha mẹ già. Điều này cho thấy ông là người sống biết ơn, sống có bổn phận và trách nhiệm. Cổ nhân nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Gia đình là nền tảng cơ bản cho sự nghiệp của một người. Hiếu thuận với người sinh thành, tôn trọng vợ, mới có thể có một hậu phương vững chắc, ổn định. Thứ hai, bạn bè. Theo triết gia, Vương Dương Minh đối đãi với bạn bè, sự chân thành là quan trọng nhất. Dùng tấm lòng đối đãi, tấm lòng, anh thật, tôi thật, mới mong có một tình bạn lâu bền, gắn bó. Với bạn bè, chỉ có một trái tim chân thành, tận tần tận lực giữ lời hứa, giữ tín, mới có thể có được sự tín nhiệm từ họ. Chân thành thắng cả một tuấn khôn lỏi. Nếu bạn dùng sự giả dối đối xử với bạn bè, trước sau gì, bạn cũng sẽ phải sống trong sự cô độc. Những người tính toán với bạn bè cũng đồng nghĩa với việc họ tính toán với chính mình. Thế giới rộng lớn và phức tạp, vì thế mà sự chân thành chính là từ khó tìm nhất. Chân thành đem lại sự tín nhiệm, khiến người khác cảm động, ấm lòng, thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Người sống chân thành luôn được người khác yêu mến, chào đón. Trái lại, những người khôn vật chỉ thích nói lời hay, nhưng không làm việc tốt, sớm muộn cũng làm mất niềm tin của những người xung quanh. 3. Tiền bạc. Theo triết gia Vương Dương Minh, con người, một khi đã giảm được một phần dục vọng, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, đơn giản và dễ thở hơn rất nhiều. Rất nhiều người bận rộn cả đời, nhưng đánh mất tình thân gia đình, sức khỏe. Đến khi quay đầu lại, chỉ còn những vật ngoài thân.
đó chính là bi kịch lớn nhất, đáng sợ hơn. Con người, một khi rơi xuống vực sâu của dục vọng, sẽ trở thành nô lệ của dục vọng, vùng vẫy thế nào cũng khó có thể thoát ra. Thứ đáng sợ này có thể khiến con người trở nên mê muội, đánh mất bản tính, lòng tham vô đáy, chẳng bao giờ có thể thỏa mãn. Cuối cùng, chính nó sẽ khiến con người gặp họa phúc, đều khó lường. Danh lợi có thể chớp mắt mà hóa hư không. Cả đời đuổi theo tiền tài, danh vọng, chỉ khiến con người mất đi sự yên bình trong tâm hồn. Trang Tử từng nói, căn phòng trống mới đem lại cảm giác rộng rãi, sáng sủa, mới có thể tiếp nhận những chuyện vui vẻ. Làm người cũng vậy, chỉ khi rũ bỏ sạch cái gọi là dục vọng, gạt bỏ lớp bụi trần, phủ kín tâm linh, tâm ta mới có thể yên bình, thoải mái, thuận theo tự nhiên. Không nên quá xem trọng tiền bạc, duy trì nội tâm bình thản, vậy là đủ. Sự nghiệp, từ thời trai trẻ, Vương Dương Minh đã có ý phấn đấu, gây dựng sự nghiệp, kiên trì suốt vài 15. Cuối cùng, cũng trở thành người có chỗ đứng trong triều đình, có vị thế trong xã hội. Ông nói, trong đầu, một khi có mục tiêu, tuyệt đối không được phân tâm, chỉ có thể kiên trì, hướng về phía trước. Vương Dương Minh cũng là người luôn đi đầu trong việc hợp nhất giữa biết và làm. Có rất nhiều việc biết và làm, nhưng chỉ có thực sự áp dụng vào thực tiễn, con người mới thấu hiểu hết ngọn ngành. Theo ông, làm việc là một cách để tu tâm. Mỗi người cần phải nhắc nhở bản thân, phải nhẫn nại, cố gắng từng chút một, mới có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Chỉ có không ngừng làm việc, con người mới tự tạo ra được vị trí, chỗ đứng cho mình. Sự nghiệp là cái gốc của nhân sinh, duy trì làm việc không ngừng mới có thể duy trì sự sống, sức sống mới không bị tụt hậu, phế bỏ. Cuối cùng, cảm xúc. Khi giận dữ, con người sẽ trở nên mất lý trí. Lúc đó, máu nóng bốc lên, dễ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Theo triết gia Vương Dương Minh, càng những lúc giận dữ, càng phải cố học cách kiểm soát cảm xúc cho thật tốt. Bởi mọi lời lẽ, hành động trong lúc giận dữ, một khi bị kẻ tiểu nhân đề bụng, sẽ trở thành vũ khí khiến bạn lao đao sinh thời. Ông thường không nổi giận, bình thản đến mức xem như chẳng nghe, chẳng thấy việc gì. Khống chế cảm xúc của bản thân, hóa giải cơn giận, là một dạng tu dưỡng và là biểu hiện của sự thông minh. Tâm rộng là phúc khí, tâm hẹp chính là tài họa. Lòng người cần phải hướng tới những điều rộng lượng, tích cực và tốt đẹp. Không nên tính toán chi li, để bụng những chuyện vặt vãnh. Đừng dồn nén bực tức trong lòng, mà hãy hóa giải nó dần dần. Chúng ta sẽ hình thành cho mình một khí chất riêng, từ tử tôn, nhẹ nhàng, cảm xúc. Một khi không được kiểm soát, sẽ gây ra những tai họa khó lường. Quý vị thân mến, cơ thể chúng ta cũng có mối quan hệ chặt chẽ với cuộc sống của chúng ta. Do vậy, hãy thấu hiểu bản thân, thấu hiểu cuộc sống này, để có được một cuộc sống vui vẻ, an nhiên, tự tại. Quý vị nhé, và như thường lệ, trong phần cuối của bài chia sẻ, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe truyện ngắn có tựa đề Hoa Đại Đỏ của tác giả Nguyễn Hải Yến. 11:30, dâu út gạt nút, tắt wifi, buông cái điện thoại nóng phòng, pin xuống khay nhựa đựng đồ lặt vặt đầu giường, rồi toét mắt, ngáp sái, quay vạc chân, đâm đá, chân siêu siêu, vẹo đi vào nhà vệ sinh, cửa vừa khép, nắp bệt vừa bật lên, thì Quang Dũng hát Mùa Xuân Ơi, ta nghe Mùa Xuân hát bên kia trời. Cả buổi tối chẳng sao, giờ nửa đêm đứa nào còn bày đặt dập nước nhào ra chưa kịp chảy, bước nào thì tắt. Nhưng ngay lập tức, Quang Dũng gọi lần hai, chết rồi. Bác cả, gọi khuya khoắt đêm hôm, hay bà có chuyện gì? Em đây bác ơi, nhà có chuyện chưa kịp nói tiếng gì, thì bên kia đã choang choạng như sắp mảnh sành trong rổ sắt. Gớm vậy, thím dạo này cao giá, nhảy gọi mỏi cả chuông, mới chập tối mà kỹ thế, em đã ngộ đâu? Nhà có chuyện vẫn chưa kịp nói, đến chủ nhật này chú thím về nhé, lại họp gia đình hả bác? Sao lâu lắm rồi không họp, sao không về ngay? Không phải họp hư thả chủ nhật, hãy về bác, trưởng gái đã thành lễ, đều đặn theo tháng, lâu hay cháu một lại giật giọng gọi anh em con cháu về họp gia đình, nguyên nhân 10 lần thì 9 lần rưỡi do bác trai gây sự. Điện thoại gọi dẫu đêm hay ngày, đầu tuần hay cuối tháng, đều về ngay. Nhà em đang xuống xã, chủ nhật mới về. Cháu bà đang thi học kỳ, chủ nhật mới xong. Con bé nhà con đang ốm, chủ
Chủ nhật chắc mới khỏi. Trăm ngàn lý do đưa ra để dồn vào chủ nhật. Và thế là đúng. Sáng chủ nhật gần sớm, xa muộn, lũ lượt kéo nhau về, đổ mặt chật nhà. Gà vịt trong chuồng thích ăn gì? Liệu mà bắt ổi, táo, bưởi, xoài, mùa nào quả ấy? Lũ cháu gái bưng hàng rổ vật sang sân nghĩa trang, ngồi dãi thè ở lối đi dưới tán hàng đại đỏ. Mùa hè sum sum lá, mùa đông khô khổng thổi lội, những cành chấm muối ớt, xong như mọi lần, cứ việc sẵn đấy trong chóng mà làm, nhổ cỏ, tưới cây, mấy trăm ngôi mộ liệt sĩ không nhão lên thì chưa chật, chưa dở. Sau bữa trưa đến tiệc trà, thường là chú bà, lúc bấy giờ mới đóng giả, bác gọi chúng em về. Họp có việc gì bác trưởng gái, từ sáng đến giờ xoay như cổ quay, trên nhà, dưới bếp, nghe nhắc mới ngẩn người. Nhớ lại nội dung cần nói, lần thì anh các chú bảo tôi, bà thì biết gì, nói nhiều, sao không thấy mỏi mồm, không biết cái gì, mà một tay xây nhà, dựng cửa, nuôi ba đứa con, công ăn việc làm, hầu hạ bố mẹ chồng, mọi nhẽ cấm ai chê được, câu gì lần thì bao nhiêu tiền, con cháu mừng tuổi, giấu bom bổng, vợ vay, bảo cất ở đâu, quên để tìm, đã thế mà nghe quân lừa đảo, xui khôn, xui dại, moi hết ra, rước đôi gà tre về, hôm trước, hôm sau, chết rồi, ngự ấy mà thịt chặt ra, chắc được, trong lòng cái đĩa tách, bác cả trai ngồi giữa tràng kỷ, hai ông em kẹp hai bên tay cầm chén chè, thư thái nhất, quay sang chú ba, uống nước đi, quay lại chú út, nước chè hay nước gối, chả quan tâm, bác gái kể tội gì, hai ông em gật gù, bác cả như thế là không được, hai cô em dâu về phe anh chồng bác ấy nói thế, ăn thua gì em, bác ấy mắt lồi ra, như hai cái chén tống đe, cả vợ rơi răng, hay bác ấy nuôi gà còn được thịt đây này, nhà bằng cái dạng đấy, mà em bác rước về hai con chim, chẳng biết cái giống gì, kêu chen choét, lồng treo giữ cửa đi, không tránh khéo, cứt chim, ỉa đê, ẩy đầu đi, thì chớ về đến nhà, là lao vào cho chim ăn, chim tắm, cháu hiểm, bác ốm, bày đặt đi mua thuốc, hạ sốt từ quá chưa đến mịt mắt mới về, lôi ra một rổ xe thuốc, hỏi thuốc gì, thuốc sổ run chim, thuốc đau bụng chim, thế thuốc còn đâu, quên đi ngay đây, hồi ạ, ông đi bây giờ, chắc sáng mai về, kiểu gì cũng rước thêm bịch thuốc nhuộm lông chim. Lũ cháu, cả trai lẫn gái, mải đít trên nền gạch hoa châu, mắt há mỏ lên, nghe cười sằng sặc. 10 cuộc họp gia đình thì cả 10 kết thúc bằng câu chốt hạ của cái duyên con gái lớn. Bác cả mẹ đừng cầu toàn, người như bố, con tuyệt chủng gần hết rồi. Rồi quay sang thằng chồng, đang ngồi ôm con, anh nhỉ, cả 10 lần anh nhỉ, thì cả 10 thằng chồng đều nhắc, ăn xong hãy nói, khóc bây giờ, phận làm dễ dại gì mà. Với không, cũng chết, không cũng chết chi, bằng ngậm miệng ăn tiền. Những chuyện trời trăng chả liên quan gì đến nội dung cuộc họp, nở như gạo vàng, lần gần nhất cũng xôm trò không kém. Bác cả gái ngồi một ghế đối diện, lom khom chiếu tướng ba anh em bên kia. Ông ngồi yên đấy, ngồi yên đấy, nghĩa là vẫn còn ngồi kẹp giữa hai ông em, ba con vòi còi, chật trường kỷ khó bề nhúc nhích. Bọn trẻ con lại trâu mắt há mỏ, về một phía hóng hớt. Tôi hỏi ông, ở nhà này, ông còn coi tôi ra cái gì không? Bà nói thế nào, lúc nào tôi chẳng coi bà ra cái gì? Dâu thứ, mỏng mày, hay hạt thính, mỗi người ra mồi chiến sự. Có chuyện gì hả bác? Nào có chuyện gì? Thím, ông đừng nói không có chuyện gì. Tôi hỏi ông đã hỏi ý kiến tôi, hỏi các chú thím chưa, mà tự tung tự tác nhận làm trưởng thôn. Vốt vớt là vớt thế nào? Họ vận động tôi mãi. Ồ, ôi, bác cả làm trưởng thôn cơ á? Mày chẳng biết gì, trưởng khu đội một thôn bình, giờ đổi thành khu 8 thị trấn dâu út reo to. Bác trưởng oách thế, công danh phát lúc cuối đời. Bác gái bĩu môi, đánh thượt mà, tổ táng, làm chó gặp cơn gió cất vó, về hàm rồng cả đời, lông bông về già, còn bày đặt tư trưởng thôn, cũ là ai hả bác? Láo tí chứ ai. Khôn quát lại mặt, như miếng vỏ quýt khô, đáng làm trốn việc, bẻ mưu mắt kém thì thấy chú ấy viết tên, bảo nhìn cái gì cũng không rõ. Xà phòng ô mô đựng trong hộp, tưởng mì chính cha, mấy thìa vào nồi canh, điêu quện mỏ kém mà chơi phây âm âm,
thấy đứa con gái nào đẹp đẹp tí là xông vào. Nhai nhai là gì hả bác? Tiếng nước ngoài là thích đấy. Thấy chúng nó bảo thế, ta biết đâu là lai, không phải nhai. Ừ thì nai. Sao bác biết? Thấy chúng nó bảo thế, ta biết đâu. Tôi nói cho ông biết, lão tí ăn không được, phải nhả ra. Ông lại vạt vào làm gì? Không làm đi, làm trưởng thôn suốt ngày, lận cận, khác gì thằng mõ xóm. Bác ơi, oai mà oai hơn, cóc chết hết. Trận này ông đem giả ngay cho tôi. Việc nhà bum sum ngập lên đến mắt, mà còn dở thói kéo rào ngược, trốn việc nhà. À, rua làm quan, bác trưởng gá. Y nói mười chỉ đúng bảy việc nhà dẫu có buông xôm ngập đến mắt, mà bác ra tay, thì đâu cũng yên bể đấy. Mấy 15 long thao hổ lược thay chồng, vốn là công nhân lái máy xúc của một tổng công ty xây dựng cấp nhà nước, nay xuôi mai ngược trong nước ngoài biên, mỗi năm chỉ ở nhà chừng non tháng. Bác cả gái thành nữ tướng, với biệt danh Hồ Đồng Bằng, bác trai theo gương, cả nhà xuôi dần theo nếp. Bác đặt đâu? Chúng em ngồi đây, nghỉ hưu về, ngày trước, ngày sau, lũ cháu còn nhíp nhíp, liêm xảo xô thùng, lộc cộc đi trước, bác cả trai lần thần, vác quốc theo sau, chẳng cần chọn ngày tốt, giờ đẹp, theo lệnh bác gái, sang hướng dẫn làm, mẫu dạy, bác trai nội trong một ngày, phải học thành thạo nghề gia truyền từ đời bà nội, nghề quản trang. Mấy 15 lông bông chả được tang giảng gì, giờ tôi giao cho ông, đóng đô ở đây, ngày xưa mọi người làm thế nào, ông cứ thế mà theo. Ngày xưa là tính từ trước, hôm lũ cháu truyền nghề cho bác, mọi người là tính từ bà nội đến cái lũ lao nhau, đứa bé kế đứa lớn, cứ thế mà làm, là sáng ra mở khóa dạng chân trèo, kéo hai cánh cổng sắp lừng lừng, nghe tỉnh tai xem tiếng kêu xuông hay rít, để cha rổ cho kịp, rồi ghé qua nhà quản trang quốc liềm thùng, sao tùy ý, đảo quanh một vòng nghĩa trang gần 500 ngôi mộ liệt sĩ, thị trấn nằm trong khuôn viên ngót 2.000 mét, quẩn quanh với cắt tỉa tưới vun, cũng đổ ra chiều, việc đè ngập đầu, mà còn thân làm tội đời rồi, không rước nợ chồng rơi vào cổ, tôi đi đậu xuống đất, nhân bảo như thần, bảo bác gái, vừa dọa hôm trước, hôm sau, nợ không rước, cũng tự mò sang cục nợ này, nặng ngót 70 ký, trừ mùa đông, trời không chiều lòng người, còn lại xuyên xuân qua hạ, về thu, chuyên áo chén quần đùi, khoe cặp giỏ to như hai thân chuối hột, mọc cạnh bờ ao. Cả con mù, thị tẹo, tên thường gọi là tẹo loa, không chồng, ba con mỗi con một bố. Bác cả nhận chức trưởng khu, tuần trước tuần sau, ngót chiều làm mộ sang, vẫm véo, ngay từ đầu ngõ. Bác trưởng khu có nhà không đấy, có việc gì thế? Cô em nhờ bác một mẩy, nhà tuyền đàn bà, con gái chân yếu tay mềm. Vâng cô cứ nói rồi, bác cả đi tối chấm mới về. Hôm sau mới nghe mụ tẹo giáo toa đầu ngõ, bác gái đã lộn máu lên đầu. Ông sang nhà nó làm gì mà sang lắm thế? Thì cô ấy nhờ gì nhờ xem hộ cái loa đầu. Hồi nhà cô ấy sao không nói, không nghe được thông tin. Ôi giời ơi, trên cổ ông là cái đầu hay cái cổ suối, mọc dễ bệnh tình. Cái loa như thế nào, ông không biết hay giả ngẩn? Bác cả không giả ngẩn, vốn lơ ngơ như bỏ từ đội nón, làm sao bác biết nội tình thâm cung bí sử của hệ thống loa truyền thanh thị trấn. Nhà truyền khí dài dòng nhưng đầu đuôi xuôi ngược gọn lại như này. Cuối năm ngoái ấm ớ, vỡ huy chương đã truyền thanh thị trấn, được nhận bằng khen của tỉnh về công tác xã hội hóa truyền thông. Đại diện lên nhận phần thưởng trong tiếng vỗ tay rào rào dưới dàn đèn sáng lòe cả mắt, lại được lên TV trực tiếp ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn. Vô cùng vinh dự và tự hào, ôm chặt tấm bằng khen trước ngực, để thằng cháu thợ ảnh đi theo bức từ chiều chụp lấy, chụp kiểu kỷ niệm. Gọi là ông nhổ thầm bằng mọi cách, phải đầu tư cải tạo lại hệ thống, chuyển thành đá tá như lá chuối gặp bão. Bởi sự kế thừa không phát triển cơ sở vật chất từ thế kỷ trước, để xứng với cái danh hiệu vừa được trao, nghĩ đi đôi với làm ngay lập tức. Hàng cột xây dẫn bằng gỗ phi lao được thay bằng cột bê tông cốt thép. Mỗi đường thôn đặt một đôi loa tàu miệng bằng cái 83 toe mỏ vào nhau, nói toang toác, đổ ba chữ cứ sáng trưa chiều, mỗi cứ 2 tiếng, chạy đúng một chương trình mặc định, tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thi thoảng cũng tự phát chương trình riêng, dăm 10 phút, lúc ấy chỉ nghe nhạc hiệu, cũng thừa biết nội dung, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, sẽ đọc tin cáo phó ngày mai, anh lên đường, là lệnh tuyển quân sau. Em sẽ là mùa xuân của mẹ, là thông báo của một trong ba trường học.
từ ngày anh đi, đôi khi thẳng ngay là thông báo của hợp tác xã nông nghiệp. Sau ngày trùng tu, tôn tạo công trình, chuyển thành có thâm niên của một di tích lịch sử, cả hệ thống dẫu chằng chịt như mạng nhện, vẫn vận hành êm ru, trừ cái loa đầu hồi nhà mụ Tẹo. Vốn dĩ vị trí cái loa ấy không phải đặt ở đấy, nhưng khi đồng chí trưởng bàn chuyển thành thị trấn, đi thực địa chỉ đạo dựng cột, bắc loa, đã thấy mụ đứng đầu cổng vồn vã. Bác trưởng bàn bật hì mời bác vào nhà. Em sơi chén nước chè. Chè thái chính hôm qua con bạn em mới đi ngược về. Hôm ấy cuối năm, nhưng ấm. Bác trưởng ban mặc áo cộc tay, còn bộ diện quần cộc chân, áo sát nách. Sáng vội chưa kịp ăn, nhìn cái khối ngùn ngột ấy, trưởng ban hoa mắt, tụt huyết áp, lảo đảo, phải dựa vội vào bờ rào dâm bụt. Bác oai thật đấy, dưới một người trên muôn người. Hô một tiếng, quân nghe răm rắp, mộ nói dẫu biết thừa là không phải, nhưng trưởng ban vẫn sướng tỉnh cả người. Bác cho em hỏi, khí không phải cái loa này bác chỗ nào đấy? Chỗ sân kho giữa xóm em. Là em xin có ý kiến thế này, nếu không phải bác bỏ quá, cho cái loa bác tận sân kho, chúng em muốn nghe cũng khó mà. Chính sách của đảng, của nhà nước thì PH, ải cập nhật hàng ngày, chí bằng bắc cho quân bắc, ngay đầu hội nhà em, ngày ngày em và các cháu nghe cho thấm. Bác là người quyền cao chức trọng, lại quan tâm đến dân đen, thì em mới dám nói. Ấy chết, tôi cũng bình thường thôi, mà cô muốn thế nào, cứ bảo. Cả thị trấn này chả mấy người quan tâm đến đường lối chính sách, được như cô quý hóa quá. Em cũng bình thường thôi, mà sao quý hóa bằng bác chỉ vài câu, đưa đẩy hai bên đã quý hóa nhau ra mặt, còn cho nhau cả số điện thoại phòng khi loa máy có trục trặc. Em gọi bác mụ Tèo, trông thế mà rõ ra giống độc mồm. Cả hệ thống loa vận hành trơn như cháo chảy, chỉ có mỗi cái loa đầu hồi nhà mụ là có vấn đề. Mấy hôm đầu nói choang choang, mấy hôm sau không cảm cúm, không khật khư, lăn ngay cổ ra chết ngóp, khiến đồng chí trưởng ban phải đích thân đến kiểm tra. Ra vào như cơm bữa được một thời gian, nghe chừng chữa nhiều cũng mệt. Nhất là sau khi đồng chí bị vợ không chửi, không đánh, chỉ lừ lừ hất ra đường, với một cái bọc cuộn cái chiếu gấp đôi, buộc thêm vào quai của cái nồi gan đen tịt, và hai bộ quần áo ngày xưa, lấy tôi có gì giờ mang đi như thế, cả ngày chỉ biết ăn rồi nhởi lượn, cho khuất cấm cửa. Hồi đầu về báo hải, đồng chí phải thay sim, đổi số, mỗi lần thấy bóng mụ Tèo là mặt xám như gà tôi, tránh như tránh tà. Nổi nhanh hơn quốc chui bờ dậu hết, gọi trưởng bàn mồ Tèo, quay sang gọi trưởng khu, nhưng lão tí quắt như con cá cơm khô, chân như hai ống sậy héo, hai túi hậu sau đít, lúc nào cũng nhét hai cái ví căng phồng giấy báo mà vẫn chẳng có mông nào chịu được. Mấy nải chạy mất dép sau, dăm buổi chữa loa bây giờ lại đến tận bắc trưởng. Tôi biết đâu đấy, thấy cô ấy gọi thì đi xem sao thế ông chữa được chưa. Chưa tìm mãi không biết hỏng chỗ nào. Ông đi theo tôi chỉ cho bác gái Bình Bịch đi trước. Bác trai và ba bường thằng cháu họ Thánh hóng lật đật theo sau. Chiều nhập nhoạng, nghiêng sang tối. Mộ Tèo ngồi dạng háng trước hiên, chúi mũi vào cái điện thoại Samsung màn hình rộng, lướt Facebook like dạo. Nghe động, ngẩng lên, ấy chết, hai bác sang, em lúc này có chuyện gì? Quý hóa quá, thầy nhà tôi bảo, loa cô hỏng không rõ nguyên nhân. Vâng bác ạ, em cũng thấy phiền hai bác và chú nạ vào. Em uống chén chè đã chè thái chính, hiểu bạn cô trên ngược mới gửi về chứ gì. Cô cứ pha cho bác cháu tôi chữa xong và uống là vừa. Thằng ba đâu có còn thưa, bà trẻ mày ra đầu hồi chỗ chuồng chim bổ câu, trèo lên, chặt ba cây ổi, có cây mò cầu quấn tròn dở ra, nối hai đầu dây loa bị cắt vào nhau. Nhớ quấn băng dính cho chặt, kẻo tuột. Chụp cho tao vài kiểu ảnh để sau này có hỏng hai chữ thì lấy làm mẫu. Ôi giời ơi, em phục bác, thế mà chúng em tìm mãi không ra. Bác giỏi thế ăn thua gì, tôi còn giỏi nữa. Tôi kể cô nghe, 9 giờ tối, ngày mùng 3 tháng 10 năm 2015, sau 3 ngày chôn cột mắc loa, cô mặc quần đùi đỏ, áo hai dây vàng, đi dép lào xanh. Bác Khế trèo lên, lấy kéo cắt dây loa, rồi dùng mó cầu giấu mối. Lúc trèo xuống, còn rượt chạc ổi, xịt ngã. Ông Tài truyền thanh vào chữ 13 lần, có lần 12 giờ đêm mới về. Chú Tí quắt vào chữ 5 lần, đúng không? Ôi giời ơi, em lạy bác, nhà bác thờ ma xó ạ. Không thờ ma xó, nhưng cái gì cũng biết. Nhá, lần này chữa xong có hỏng,
cô cứ gọi tôi. Em lạy bác, Tả Nón, không phải là ma xó thì cũng là âm binh đi theo phò trợ. Chúng em, người trần mất hột không thấy núi Thái Sơn. Bác kêu âm binh xá tội cho em yếu bóng vía. Các ngài cứ theo dõi em thế này, em gầy mòn, ốm o mà chết. Em lạy bác thương em một tẹo. Loa túm chặt lấy bác gái, lại nhảy sôi sôi đổ diệt cho bác gái. Cô âm binh phò trợ ngay cả bà bừng chùm hóng. 10 ngày như 10 tập kết ở quán nước trẻ lão Khương Chột, đối diện với nhà mụ Tèo. Cũng không hiểu sao, bà trẻ lại thân tình đến như vậy, mà cái tích bà trẻ hoài đi đâu có âm binh theo đến. Cũng tự mồm nó mà toe ra. Sau vụ vợ Chí Đen, mặt xanh như đít nhái, chết ghé qua quán, lão Khương mua vé rượu chắt cho chồng lão nhà em. Mấy đêm nay, mê sảng nó liên miên, làm mẹ con em sợ rúm vó. Thằng cô khóc ầm lên, bảo bố bị điên sao không cho chú ấy đi khám bệnh. Nhờ, ốm ốm gì, ban ngày khỏe như trâu, đánh 4-8-3 cơm với 2 cốt rượu, đêm ta mới dở trò, kêu toàn các ông bộ đội ở đâu, về dựng giường, bắt ngồi không cho ngủ. Chết nỗi, hỏi chỗ ấy xem có phạm trệ gì. Em cũng ngờ thế, lúc đầu còn giấu, vừa rồi mới thú thật. Hôm nọ đi qua Nghĩa Trang, thấy bác Hoài đang dọn chỗ mồm, và nói nõn có một câu, nhà bác chịu khó, nhảy mỗi năm, ăn của thị trấn vài 10 triệu, có khác tận tụy thế. Ba bừng quăng chén chè đang uống dở, phun phì phì ngu, rồi chồng mụ ngu, rồi cụ tôi nhận trông non Nghĩa Trang, là tự nguyện là trông không công, hiểu chưa? Lão chồng bộ ngáp ngọng, thế ngu, rồi đã bảo là nhà cụ tôi già trẻ lớn bé đi đâu là âm binh đi theo đến đấy, các ngài ấy còn vật cho chết nhè nanh, trừ dựng giường không cho ngủ thôi ạ. Vợ Chí Đen quăng bè rượu vồ lấy chân ba bữa, ối giời ơi giời, còn thương run rủi cho em gặp bác gión tay làm phúc bảo nhà em phải làm sao bây giờ, và bảo bà trẻ tôi kêu với các ngài cho qua được thì bảo lão chồng mộ từ giờ đậy cái nắp mồm lại, ngu thì chết chứ bệnh tật gì truyền Chí Đen. Và Tẹo Loa nhằng một kê đã theo cái mồm ba bừng lòe đi khắp xóm, bà trẻ tào thánh vãi cái gì cũng biết. Nhưng bà tính thế nào, thằng Hưng chùm sỏ đánh được thằng này là nhổ luôn cả cụm tính, thằng này mềm xuôi rắn bẩn, ngày mai ông gọi nó sang Nghĩa Trang lấy cớ mổ ông cụ nhà nó. Có chỗ mỗi đồn tôi ắt có cách, bác cả gáy chống gối đứng dậy, ông xem giấy đại đỏ bên Nghĩa Trang đã bật nón hoa chưa, tầm này tháng sau là đại dỗ bật nón, bây giờ mới nở đúng kỳ kể. Cũng là hoa đại các nơi cứ đầu hè là nở, chỉ có ở Nghĩa Trang thị trấn mình cuối hè mới bung hoa, thế mới nói đầu xuân này ông cháu chúng mày dâm thêm 2 hốc nữa ở cổng vào vật đất mới lên cho tốt, dọn lại nhà quản trang, từ mai ông sang đấy ngủ, tháng này chợ ra hàng, đêm các bác các chú về nhiều phải có người ở đấy cho ấm, cúng hoàng hôn nhong nhoạng buông. Nhưng chân trời vẫn hất ngược lên những vầng sáng đỏ bên ruộng cúc vàng đang nhú bông chờ đại lễ, đại liệt sĩ trầm mặc nổi bật trên nền trời, trên nền cây lá xanh sẫm bóng mênh mang. Vâng, kính thưa quý vị, và bài chia sẻ của sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa. Quý vị nhé, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của sách Nói Minh Triết. Những cánh chim bay cao của tinh thần chia sẻ từ khán giả thân mến, dưới ánh sáng ủng hộ của quý vị chúng tôi đã bay vút như những con chim tự do, mang tới cho khán giả yêu quý những giây phút trải nghiệm ý nghĩa và những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống.